bộ sản phẩm ủ tươi thảo mộc sữa dê của Mocha. Sản phẩm này gồm có hai hũ, một hũ là mặt nạ ủ tươi bạc hà và một hũ là kem dưỡng mầm gạo. Và sản phẩm này thì có tác dụng là thải độc, thải trì, đẩy lùi hắc sắc tố melanin, nguyên nhân gây sạm da và đen da. Ngoài ra thì sản phẩm này còn giúp lột những cái mụn cá, mụn đầu đen và nhả nắng rất là hiệu quả, rất thích hợp cho những bạn nào vừa đi chơi trong dịp nghỉ lễ vừa rồi ạ. Bây giờ thì mình sẽ test sản phẩm này. Trước khi sử dụng mặt nạ ủ thì mọi người rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt. Mình đã rửa mặt với sữa rửa mặt trà xanh của Mocha. Và đây là hũ mặt nạ ủ tươi có tinh chất bạc hà và trà xanh. Mọi người nhìn cái chất kem này hơi dính dính, đắp lên mặt sẽ có cảm giác hơi dính, nhưng mà với tinh chất bạc hà thì khi mà đắp lên mặt cảm giác sẽ hơi mát mát, rất là dễ chịu. Mọi người bôi một lớp đều lên trên khuôn mặt. Một tuần mọi người sử dụng sản phẩm này từ 2 đến 3 lần để hiệu quả tốt nhất. Những ai mà đợt nghỉ lễ vừa rồi đi biển hay là đi chơi ấy, thì sử dụng sản phẩm này rất là hiệu quả. Khi mà dùng sản phẩm này thì những mụn cám, mụn đầu đen này cũng sẽ được lột hết ra cùng với cái lớp mặt nạ. Có mùi bạc hà thơm nhẹ nhẹ và đắp mát mát rất dễ chịu ạ. Khi mà đắp mặt nạ ủ này, cảm giác mới đầu dính dính sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng mà một lúc sau thì mọi người cái cảm giác mát mát của bạc hà sẽ làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Mọi người để mặt nạ này trên da khoảng 30 đến 40 phút tùy vào lượng mặt nạ mà mọi người đắp dày hay mỏng. Sau đó thì mình sẽ lột mặt nạ. Sau khi da mình để 40 phút thì nó sẽ khô cứng lại như này, mọi người sờ không còn thấy bị dính dính nữa thì chúng ta có thể lột được. Chúng ta tiến hành lột từ phía dưới lên. Mọi người có thể đắp một lớp dày để lúc chúng ta lột sẽ dễ dàng lột hơn. Cảm giác lột hơi đau đau, rất là dữ dội. Sau khi mọi người lột mặt nạ xong thì chúng ta sẽ sử dụng bước 2, đó là sử dụng cái hũ serum kích dưỡng trắng. Sản phẩm này có tinh chất của gạo non, có tác dụng cân bằng độ ẩm cho da và dưỡng trắng hiệu quả. Mọi người chú ý nhé, cái mặt nạ thì chúng ta sử dụng một tuần từ 2 đến 3 lần. Còn đối với cái serum kích trắng thì chúng ta sử dụng hàng ngày thì để tái tạo lại da và kích trắng da. Chúc mọi người có một làn da đẹp.